xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Duan Năm tôi học vỡ lòng, Đến kỳ hai thì cô Quỳnh dậy Thầy Hòa chia tay Cô Quỳnh gặp mặt Chán thế không biết Thầy Hòa có hai anh là liệt sĩ Chưa đủ 18 tuổi Đã nằm nặc xin đi bộ đội Lần nào khám sức khỏe xong Cũng mãi không có giấy gọi Thầy buồn Đập cái chân phải xuống đất Sao mày không thọt ở người khác Rồi thầy ở lì nhà Ngồi nằm đọc hết bốn tủ sách của bố Học xong như có ma làm ngày đêm viết đi tong chín tập giấy giang toàn chuyện che làng động lâm chiến đấu ở miền nam các anh bộ đội tạt qua thăm nhà hay tin tìm đến thầy hỏi có đúng không họ đáp đúng một nửa nửa sai là gì gặng mãi một người nói súng đạn dũng cảm nhiều quá mà thôi ai chẳng nghĩ thế nói một cái ví dụ cho em đi thì nói mà chỉ biết nghe thôi nhé như thằng hùng anh minh nhà em nhớ chị hoa chị bình muốn trốn về một đêm với nhau rồi ra sao thì ra thế à thế cùng tiểu đội nói sai bọn anh chết không là liệt sĩ xã bố trí cho dạy lớp vỡ lòng đại minh hùng chữ thầy đẹp sau này tôi chưa biết ai viết đẹp như thế tay thầy cầm phấn như cầm bút lông viên phấn đưa sát bảng chợt vòng lên như cánh chim rồi là là lướt lướt chữ từng chữ hàng hàng hoa nở thầy đứng sang một bên xòe tay ngón trọ sát dưới dấu chấm cuối chúng tôi mê mồm méo tròn theo thầy rất khẽ đến từng đứa cúi xuống nhẹ nhàng tôi cảm giác thầy là ông tiên hiện hình chữ là bùa phép chúng tôi yêu thầy yêu tất cả những gì là thầy có lần lão thê ngồi hút thuốc lào với bố, bố khoe tôi viết chữ đẹp, lão cười. Học sinh thầy hòa thọt mà lĩ. Tôi đỏ mặt tí tai gào to, có cái mồm ông thọt ý. Vậy mà phải học cô Quỳnh. Bố bảo thầy hòa sang làm ủy ban xã. Cô Quỳnh vợ liệt sĩ, lại học hết lớp 7, dạy vỡ lòng là hợp lý. Tôi không chịu xị mặt. Bố đừng có mà bênh, mẹ giảng dạy, hai nhà đều là gia đình liệt sĩ nhưng cô quỳnh mới có ba tháng báo tử chồng mà trông khiếp quá mắt sâu hoăm hoắm gặp ngoài đường như là ma chơi xã cũng nâng lên hạ xuống nhiều rồi tôi vẫn ấm ức về cái ông xã chẳng biết cái quái gì bọn trong lớp cũng thế nhìn nhau là hỏi sao thầy hòa lại không dạy chúng mình nữa nhỉ cô quỳnh xấu mù chắc chữ cũng xấu thôi không phải cô Quỳnh đẹp. Tôi định nói tóc cô dài nhất xã, nhưng kìm lại được. Tôi còn tức hơn chúng. Thầy Hòa bảo tháng năm mỗi xã chọn một em viết thư báo công lên Bắc Hồ, còn ai vào đấy nữa? Tôi sung sướng, nhưng bây giờ cô Quỳnh dậy, tôi biết trông cậy vào đâu. Đúng là chữ cô Quỳnh xấu thật. Cô cầm hòn phấn như hòn đá, rằn mạnh. Cứ một chữ là một tiếng cạch, khó chịu bọn tôi buông bút ngả nghiêng trời chợt sầm sì bụi tre trước sân ngả xuống lớp nhập nhoạng rồi tối hẳn chả nhìn thấy gì nữa cô xuống kiểm tra mới vài đứa viết tối quá thôi cô cho nghỉ nhé cả lớp được thể như khỉ nhảy bàn nọ sang bàn kia nô đùa đấm đá mưa bắt đầu mưa thì trời sáng ra lại tập đọc mới chết bà còng đi chợ trời mưa cái tôm cái tép đi đưa bà còng chúng tôi gào lên cả tiếng đập bàn thuyền thuyền cô quỳnh bảo các em đọc nhẹ thôi cô nhìn ra phía con đường rồi ra hẳn hè ngó trước sau trời như cầm cả bể nước đổ xuống buổi trưa trời tạnh vừa đến giờ tan học tôi đi vòng đường gò trãi qua nhà thầy hòa tôi sẽ tâu với thầy về cô quỳnh Tôi sẽ bảo thầy cả lớp không muốn học cô Quỳnh. Thầy chưa về. Tôi ghét cái cổng tre vẫn sập. Cô Quỳnh dậy có được không cháu? Tôi đang cúi mặt phải ngẩng lên. Bà San, mẹ chồng cô. Cô... Cô dậy được bà. Tôi định nói kiểu sẽ nói với thầy Hòa. Nhưng thấy cái mặt bà ác ác như mụ gì ghẻ. Nên không muốn hợp tác. Này, bà bảo thật nhé. Bà cú sát xuống tôi cái nón nhốt kín. Đi học, thấy cô Quỳnh thế nào về cứ kể với bà. Mùi trầu, mùi hoi hoi khăn khẳng, tôi vặn người, bù một cái ra phía trước. Bà thích thì đến mà ngồi học, còn nhà khó bảo. Bà tay chống lạnh nhìn theo. Buổi học hôm ấy, chúng tôi được một phen khoái trí và kinh hồn. Giờ ra chơi như thường lệ, cả lớp ra bãi đồi đầu hồi chơi ở đó tương đối bằng phẳng, cỏ êm, nhảy ngựa, rồng rắn lên mây, đánh khăng đều tuyệt vời. Nhảy ngựa vẫn là thích nhất. Từ xa, phóng như tên lửa, dậm đà phóc lên, ngã xô trồng đống, hồn hển mồ hôi. Ngựa quỵ phải tiếp tục làm ngựa. Người nhảy trượt phải làm ngựa, ngựa nhiều hơn người. Tiếng cười hò la không ra hơi, cô Quỳnh một mình trong lớp buồn quá, cũng mang len ra ngồi đan. Có lúc bọn tôi ngã xô vào cô, cô hốt hoảng, có bị kim đâm không, trời cẩn thận nhá. Đã chơi, ai còn cẩn thận, chúng tôi lại huỳnh huyệt la hét. Ô, nón quay chú mày ơi! Đám nhảy ngựa tất cả làm người, tụ lại một vòng quanh như cái nón. Cái nón ngựa chậm chậm, rồi tít mù như bên dưới có vòng bi. Lúc đấy, hồi tao với mẹ bắt cua, nón mẹ lật xuống cũng tít mù như thế này. Sao không thấy gió? Thì trong núi gió thành dòng. Chúng tôi há mồm tròn mắt bình luận và xoay theo nón. Thật là một buổi siết trời biễn phí. Nón của đứa nào ý nhỉ? Của cái lanh. Đâu có. Nó có quay xanh cơ mà. Đây là quai dây chuối của cái hòa. Mấy đứa ghé sát mặt vào. Cái nón rõ vòng chậm chậm. Sao dưới chân trơn trơn. Rắn, rắn. Tiếng kêu thất thanh. Mấy đứa con gái nằm xuống chết ngất con rắn hổ mang to bằng bắp tay người lớn đang trườn ào như thác lũ. Nó chợt nghênh đầu, cái lưỡi thò ra thụt vào phì phì, rồi bất ngờ biến mất. Một cơn bão tanh tưởi ào ào. Ôi mẹ ơi! Tôi nhắm mắt lại, chết giấc. Tôi tỉnh lại, len lén nhìn cái nón, giờ đã úp xuống. Bọn chúng tôi mở mắt reo to. Không phải chết rồi. Nhưng bên tôi cô Quỳnh đang nằm, mặt tím tái. Đi gọi thầy Hòa, chúng tôi chỉ nghĩ được là thầy Hòa. Ba ngày liền, chúng tôi lại được học thầy Hòa. Sáng thầy đi ủy ban, chiều về dậy, chữ thầy vẫn đẹp, giọng thầy vẫn nhẹ, nhưng thấy khang khác làm sao. Bên dưới nói chuyện riêng, si sao, lẻ lưỡi. Lúc ấy con rắn quăng mình, sát mặt mày một cái kim thì như ti chớp, cô Quỳnh tung người lên chặn. Thằng rắn nhoàng luôn vòng quấn cổ cô. Cô gồng nghe đánh tưng một cái, rồi cầm hai cái rùi sắt cứ thế mà đâm vào mạch máu nó, chảy ồ ồ. Phét, làm gì có thanh sắt lúc ấy? À quên, hai cái kim đan. Một lúc thì con rắn hộc lên, lùi mất vào bụi. Tao thì nó leo lên cây chám cơ mà. Ừ, vào bụi sau đó trèo lên ngọn chám, có khi nó về gọi vợ nó ra ấy. Ngày thứ tư, cô Quỳnh trở lại lớp. Chúng tôi thấy chữ cô đẹp hơn, giọng nói cũng mềm mại hơn. Hình như cô khác xa, khuôn mặt thanh thanh, đôi má hồng, mái tóc dài mượt đến khoeo. Tôi nghĩ thế, chắc chúng nó cũng thế nên chăm chú, chả mất trật tự tí nào. Cô trò đều vui, giờ học veo một cái đã hết. Một buổi cô trò đang say sưa thì bà San đến. Bà ngó nghiêng một lượt rồi ngồi phệt xuống cửa ra vào. Cả lớp tròn mắt, cô tái mặt rồi khẽ đi lại. Mẹ có việc gì thế ạ? À? Tôi chả có việc gì cả. Chị coi tôi là con mèo con chó hay sao mà để ngoài vườn từ suốt sáng đến giờ. Cô ngẩn người rồi cũng quay vào lục cặp. Cô quay ra. Mẹ ơi, con không khóa cửa, con nhớ lúc đi mẹ ngồi ngoái trầu trong nhà cơ mà. Lại còn lý sự à? Thôi, không nhận thì tôi về. Trinh ơi là Trinh, mày sống lại mà xem vợ mày nó đối xử với mẹ mày như thế này đây này. Cô Quỳnh chạy theo, mái tóc không theo kịp. Để con đưa mẹ về. Không dám, chị cứ công tác đi. Chúng tôi ra, cô ôm lấy những cái đầu. Thời gian còn lại thật nặng nề cô cho chúng tôi tự viết. Trang giấy chúng tôi chập chờn hình ảnh bà San, y hệt cái mặt gì ghẻ. Về nhà tôi kể chuyện này cho bố mẹ bố bảo, cay nghiệt nhất cái làng này, ai chả biết. Sao cô Quỳnh không bỏ quách về quê mà lấy chồng, cứ ở cho bà ấy hành. Mẹ nói, thì vẫn đành rằng chú Trinh chú ấy chết rồi, dưng mà anh phải hiểu cái tình, đâu như cầm cái kéo cắt xoẹt tờ giấy tình cái con khỉ tình cho người ta ngoảnh đi ngoảnh lại mình già khọm mà nó lấy đừng có mà nói như thế mẹ ghé vào tay bố thì thầm nhà lão thê đang muốn hỏi cô ấy đấy lão thê hơn được con cá mắm mặt tinh nhưng những mắt là mắt lão có hai món nhất là nói phét và đánh vợ lão có bảy đứa con gái bà vợ to mặc cái áo lúc nào cũng hở xốn đen như hàm răng vâu. Theo sau đàn bươm bướm suốt ngày, thế mà cũng thấy thơm, chịu ông. Thì bảo theo ai? Đần quá, ngủ in ít đi, đêm ra đầu ngõ mà nghe, chỗ nào có tiếng say lúa rội nước thì đến. Đấy là cái đám dậy vỡ lòng đấy, đảm bảo thả xuống một cái, không thằng cu, tôi làm con ông. Cô Quỳnh, tóc dài, mông rộng, lão thấy dạo rực nhưng sợ lén phén xã cho dân quân đến gô cổ lão vuốt ngực một cái bảo đám bạn rượu đừng xui dại thằng này lão là hàng xóm nhà tôi và cô quỳnh bố tôi ghét lão nhưng chả bao giờ ra mặt lão đến ngồi tiếp sổi cũng ba tiếng ấm trà ba lần đổ bã thuốc lào bố tôi hai lần vào bùm véo thường là lão nói Bố ngồi hai chân lên ghế, vặt sâu xuông, thỉnh thoảng, dơ cái nhíp lên nhìn. Lão đang kể chuyện. Hồi đánh khe xanh, chú biết không? Lão kém bố tôi ba tuổi, nhưng cứ thích gọi thế. Bọn nó súng cối, súng máy hai chục cái, vãi đạn xuống. Tiểu đội tao chết sạch. Chết mà còn kể chuyện. Tôi nằm giường thấy buồn cười. Hượm. Thằng cu nghe tiếp này. Còn mỗi tao, với một khẩu A cao, rồi chín viên đạn, hai quả lựu đạn. Mẹ chúng nó vẫn bắn không ngừng lấy một giây. Tao nằm xuống trên xác mấy thằng bạn, nghĩ nát đầu, mình mà chết nữa thì về không biết nói năng với tiểu đoàn trưởng như thế nào. Tao bấm vào tai, máu chảy ròng dòng trên tay. Được rồi, tao suýt nữa thì kêu ra tiếng. Tao nói thầm vào tai mấy thằng bạn, mày hiểu, thông cảm cho tao, phải cho chúng nó câm họng. Tôi cười đau quả bụng, cười rung cả giường. Ô thằng cu này buồn cười nhỉ, cười chứ sao lại không cười, ông đi bộ đội ngày nào mà nói phét. Mẹ tôi nãy giờ ngoài hè đi vào nói, lão thề đuỗn mặt rồi hề hề, thì cánh thằng Hùng thằng Minh nó kể. Nó kể, cũng không kể như thế, ông bịa cũng bịa vừa vừa thôi. Lão trầm điếu thuốc há mồm rồi ôm ngực hù hụ Bỏ mẹ Sao hôm nay sặc thuốc lào Lão lào đảo về Nói thế phải tội Mà cái lão này hồi trước đâu như là đảo ngũ vậy Mẹ tôi chưa hết tức Bố giảng giải Không hẳn là đảo ngũ Mới đi khám Người ta thấy toàn thân lở canh lở càng Cho về chữa Đợt sau đi Nó sát lá han rồi tắm nước giải đấy Chính mẹ nó khóc Kể cái hôm truy điệu thằng Hùng Thật chả hiểu người hay ngợm nữa nhà lão và nhà cô quỳnh bà san chung bờ rào cúc tần dặn cúc tần có một khoảng chó chui sau bếp cô quỳnh sát đầu hồi nhà lão lão hay qua xin lửa chỗ đó hôm nay lợp xong cái bếp cô quỳnh làm hai mâm cơm người giúp có bố tôi lão thê thầy hòa và tôi đưa cọ cũng được mời mấy người vừa rửa giấy xong đang ngồi chiếu hút thuốc lào cô quỳnh bưng mâm cơm lên má đỏ bếp lửa cô có ý kiến cảm ơn mời lão thê rót rượu cũng cảm ơn nâng chén lão liên tục nói mọi người tự nhiên gắp thịt gà cho từng bát cô quỳnh cau mặt lườm lườm đến bát thầy hòa thầy rụt lại miếng cánh nằm dưới mâm có vẻ căng thẳng hoạt động ăn ngừng hôm nay lão thê có chuyện chiến đấu mới nào kể cho nghe nhỉ bố tôi nói thôi thôi lão thê xua tay, ta chiến đấu mâm này. Nói chiến đấu, bà San lại kể chuyện, hồi mổ ma chú Trinh. Bảo lấy vợ quê không nghe, đánh đùng một cái, đưa cái côi này về, giao giá cưới hỏi. Chỉ hai hôm, con còn đi bê. Bà thấy con dâu thế nào, bố hỏi. Thế nào thì dân làng biết cả rồi, có mỗi một chuyện đẻ cũng rốt. Bây giờ có giỏi cũng chả làm gì thì cho cô ấy đi lấy chồng. Lấy ai, ai lấy. Nói ra bảo tôi cơ cầu, ai đời có tuổi có chồng rồi mà tóc cứ để dài như gái 18 ý. Bố tôi bấm sườn thầy Hòa. Thầy Hòa ra hiệu cho bố, bố bảo. Bà phiên phiến đi một tí, cô ấy làm cô giáo trả nhẽ váy trăng váy đụp. Chuyện nọ, sọ chuyện kia, xong bữa cũng 10 giờ đêm, Cô Quỳnh dưới bếp rửa bát xong, đang gội đầu, bà san xuống bảo, nhanh nhanh mà đi ngủ. Tưởng bà lên nhà, nhưng vẫn đứng nhìn. Cô Quỳnh cúi, tóc chảy dài xuống chậu. Mỗi lần rội nước suối tóc lại ánh ánh thơm thơm, bà san vuốt ngực, bất ngờ giật lấy cái ca. Cái này của thằng Trinh, không được dùng. Cô Quỳnh ớ người đứng lên, cả thân hình là tóc. Tóc nói, hình như đã kìm lại đến hết. Mẹ, hôm nay lợp nhà bụi bặm, mẹ mệt, mẹ lên nghỉ trước đi ạ. À? Mất ca, cô Quỳnh phải lấy cái bát. Tóc dài, dày, lược thưa, lược bí xong thì đã sắp 12 giờ đêm. Cô bùi cho bếp, đang khóa cửa thì lão thê sang. Cho tôi xin tí lửa, đun tí nước sôi quấy tạm ít bột sắn. Uống rượu bây giờ tỉnh lại thấy đói, Nhà hãy còn cơm thức ăn để em lấy. Cô vào, đang mở chạn, thì mái tóc kéo người ra sau. Quỳnh ơi, anh yêu. Đôi tay đang áp trên được cô, nghẹn nghẹn khó thở. Có gì đấy thân thiết, như anh Trinh vậy. Cô khụy xuống. Lão như cây chuối ngốp ập theo luôn. Còn làm gì nữa? Lên ngủ thôi Quỳnh ơi. Tiếng bà san như cái tát. Không, thật ra là cô Quỳnh tát lão thê. Lão đang luống cuống mặc quần, cái mặt phơi xa, lật trái, lật phải. Tôi ra đến cổng thì thầy Hòa đến, thầy rủ tôi sang nhà cô Quỳnh. Thầy nói thầm vào tay tôi, lúc thầy về, em đưa cái này cho cô Quỳnh nhé. Một phong bì dán kín, tôi cầm sơ lên, không có chữ gì. Lật lại mặt sau thầy bảo, chuyện bộ đội làng bình chiến đấu ở miền nam ấy mà sao thầy không cho bọn em đọc ạ à? thì cô quỳnh đọc trước kể lại cho cả lớp sau cô quỳnh đang ngồi với bà san ngoài chõng tre hai thầy trò đến cổng đã nghe tiếng chó mèo thì phải loanh quanh lục cục chứ tôi nói trước nhà này mà có trò chó mèo ấy thì tôi sẽ báo xã cô nên nhớ là gia đình liệt sĩ hô một tiếng người ta sẽ đến trói ngay giam vào lò thuốc mầm. Cô Quỳnh biếu máu, mẹ ơi, con không hiểu ra làm sao nữa. Tôi giật áo thầy Hoa, hay là về. Thầy nắm tay tôi bước thẳng vào. Bà San nhìn thầy quào quạo, đứng bụt dậy. Cô Quỳnh ngước lên, rồi cúi mặt. Tôi nhìn thấy hai mắt đỏ hoe có nước. Tôi ngồi im, thầy Hòa bảo. Cô việc luyện chữ cho lớp thế nào rồi? Ngày báo công sắp đến nơi rồi đấy thầy hòa lại hỏi tối qua sau đấy mọi người ngồi lâu không cô quỳnh sụt sịt rồi rõ tiếng khóc nín đi cô ơi tôi hoảng hốt ngoảnh vào bà san đang ngồi như tượng trong giường có tiếng e hèm ba tiếng ngắt ra rồi tiếng bàn ghế xua gà thầy hòa đặt tay lên vai cô quỳnh rồi thầy vụt đứng dậy chào bà san ra về tôi cũng chạy theo thầy luôn tối đi ngủ thấy cồm cộm túi quần tôi nhớ ra việc thầy hoài nhờ sang nhà cô lão thê đang ở đấy lão đang cúi đầu y như học trò bọn tôi bị phạt vậy bà san nói nhỏ nhưng giết giọng tôi cảm ơn anh hàng xóm láng giềng miếng trầu quả cau đèo xe đi chỗ nọ chỗ kia nhưng tôi cũng không muốn anh lò dò như thằng trộm nhà tôi đàn bà con gái phải cửa đóng then cài lão thê vẫn ủ rũ ngoan ngoãn đến tội nghiệp trò chết cái giống đàn ông ngồi lê lê lắm có ngày ăn đòn tôi hả hê nhưng nhìn mặt cô quỳnh lại xót cô chẳng có tội gì bà già này lúc nào cũng phức tạp chấn chỉnh tôi đủ biết bà nói lão thê lạnh nhạt với thầy hòa để săn cô lão thê được hôm nào đi đâu sẽ đút que vào khóa cửa nhưng như thế lão sẽ chạy sang nhà cô Quỳnh mượn búa đinh. Không, mình sẽ cưa ngậm cái cầu ao sau nhà lão, cho cá vỗ tay một buổi. Cô Quỳnh ơi, ra em bảo cái này ạ. À. Tôi sốt ruột, mà cũng là thông minh ứng xử tình huống. Cô ra cổng tôi nói thầm, thầy Hoa gửi cho cô cái thư. Tôi chạy ù về, sung sướng, làm cho thầy Hòa là tôi sung sướng. Còn mấy lần nữa, Tôi làm bưu tá cho thầy Hòa, nhưng hỡi ôi, bố bảo con có tội rồi. Tháng 5, lớp vỡ lòng Đại Minh Hùng nghỉ học mất hai buổi. Hôm ấy đi học về, tôi nhảy luôn xuống bếp sụp cơm. Đang nhồm nhòm thì có tiếng trên nhà. Có khi em bỏ ủy ban anh ạ. Ô cả làng này, chữ nghĩa mỗi chú, xã trông cậy vào ai? thì thế em mới phải bỏ ủy ban xin về lại lớp vỡ lòng. Thế còn cô Quỳnh, cô ấy xin thôi, có đơn đây này. Tôi bưng bát cơm lên, đứng đầu hồi sán mặt vào khe vách. Bố sơ tờ giấy lẩm bẩm về quê à? Sao lại là bây giờ? Bà San chẳng còn được mấy năm nữa. Cô này làm sao ấy nhỉ? Không phải. Thôi, tôi với chú sang ngay nhà cô ấy. Bố và thầy Hòa đi, tôi lèn theo bà san đang nằm giữa nhà nghe tiếng chân người vật vã chu chéo nó đi rồi các người đuổi nó đi còn đến đây làm gì nữa quân chó mèo tưởng lắm chữ giặt một quân chó mèo đội lốt người tôi biết ngay mà giời ơi sao giờ bắt tôi phải sống với đám chó mèo này bà mệt ạ à? để con đưa bà lên giường nhé bố cúi đỡ bà vẻ mặt kìm nén ghê gớm bà bùng vằng đôi guốc cầy một đường trên nền nhà mẹ nghe tiếng chạy sang nói với bố và thầy hòa chuyện đã rồi hai người để tôi bố và thầy hòa về thầy hòa lùi lại bảo mẹ chị làm sao phải đưa được bà ấy lên giường được được yên tâm sao mặt mẹ bình thản thế hai hôm sau lớp tôi nghỉ học tôi là người thông báo tôi bảo theo lời mẹ dặn cô quỳnh đi chữa bệnh chúng hỏi bệnh gì tôi đáp thì bị nôn đấy sau này mẹ cứ than thở còn dại quá rồi tế cho không biết bao nhiêu lần hôm thứ ba thầy hòa dậy chúng tôi hỏi cô quỳnh thầy bảo bệnh cô sắp khỏi rồi được hai hôm thì lại nghỉ học lần này chúng nó hỏi tôi bảo liền bố tớ và thầy hòa về quê đón cô quỳnh dê dê chúng nó reo to tôi lo cô quỳnh không lên hôm đi mẹ dặn thầy hòa xin nhé. Một hai phải xin, còn chót dại, chuyện đời người đấy. Bố cũng hùa vào. Cấm văn vẻ viết chuyện để sau, bây giờ cho xong việc lớn đã. Tôi lờ mờ đoán ra việc lớn, khi thấy mẹ xếp rất nhiều bánh gai, trầu cau vào túi. Chuyến đi của hai người tốt đẹp, có cô Quỳnh cùng về. Bố được mẹ khen, tưởng ở nhà rùi đục, hóa ra cũng biết đường ăn nói. Bố định kể công nữa thì mẹ xua tay. Bây giờ như thế này, cô Quỳnh cứ ở tạm đây đã, tôi và bố thằng Thanh xuống xã. Bố bơm xe, mẹ như chợt nhớ, kéo thầy Hòa ra. Tôi hỏi nghiêm túc, chú có yêu cô ấy thật lòng không? Dạ, em đã nói nhiều rồi, dù Quỳnh thế nào, em vẫn trước sau. Cô Quỳnh rơm rớm nước mắt. Bố bơm xe xong hỏi mẹ, bà san khó lắm nhỡ đổi ý. Cái gì chả khó, muốn dễ, sang một hút thuốc lào với lão thê. Mẹ gắt, tôi bảo, lão thê chiều qua bị ngã xuống ao, sốt cao lắm. Chả ai nói gì. Đám cưới cô Quỳnh và thầy Hòa đông nhất làng. Có hai mươi sinh viên vỡ lòng phủ dâu phủ rệ. Bố tôi trưởng đoàn nhà gái. Đúng ra là dịch lời bà San, bà thều thào nói không rõ, chỉ nghe được tôi thương nó tôi sắp chết rồi mẹ tôi làm trưởng đoàn nhà trai đọc một bài thơ lục bát tôi nhớ được hai câu duyên tình sớm muộn bền lâu vỡ lòng trung tiếng trầu cau chúc mừng chúng tôi trở lại học bình thường cô quỳnh dậy bụng đã to to về nhà tôi kể với mẹ mẹ bảo thì lấy chồng bụng phải to chứ cái thằng này đần quá nhà tôi bây giờ không có ông khách đến hút thuốc lào và nói phép nữa mỗi lần nhớ nhớ tôi hỏi bố bảo bị đàn bươm bướm bắt về rồi tôi lo tại sao tôi lại lo ông bị đánh Vừa rồi là chuyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Du An. Bối cảnh chuyện là nông thôn Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước. Những người đàn ông ra trận hết, còn lại bà già, trẻ nhỏ, phụ nữ, trong đó có vợ liệt sĩ. Những người đàn ông yếu sức khỏe hoặc đớn hèn. Chuyện xoay quanh nhân vật chính, cô Quỳnh, cùng nhiều nhân vật khác nữa như Thầy Hòa, Lão Thê, Bà San, tôi. Sự xuất hiện các nhân vật đi kèm nhiều tình tiết, biến cố, mở nút, thắt nút, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu, xung đột giữa vợ chồng Lão San, mối quan hệ của cô Quỳnh với học trò, với Lão Thê, với Thầy Hòa. Chuyện làng, chuyện xóm, lan man, nhưng thú vị và thực chất, xa gần cũng là xoay quanh số phận, nhân vật chính cô quỳnh các chi tiết khắc họa nhân vật không nhiều nhưng cũng đủ làm toát lên gương mặt tính cách từng con người một cô quỳnh chồng hy sinh ngoài mặt trận viết chữ không đẹp song có mái tóc dài chấm gót yêu thương trẻ hết mực từng xả thân cứu học trò bị rắn cắn một thầy hoa viết chữ đẹp yêu trò mến trẻ giỏi văn thơ xung phong đi bộ đội nhưng không đủ tiêu chuẩn vì chân bị thọt. Lão thệ cha của bảy đứa con vịt rời và bà vợ xô xè quen phét lác. Nhân vật bà San, mẹ chồng cô Quỳnh, cái nghiệt, chuyên ăn vạ, dằn hát con dâu. Chọn dòng kẻ tôi, một học trò vỡ lòng, quan sát thầy cô ở mọi góc độ, bằng góc nhìn thơ trẻ, thô mộc trong sáng, có sự so sánh, dễ bày tỏ yêu ghét tự nhiên. bước tranh nông thôn thế kỷ 20 hiện ra chân mộc. Một nông thôn vẫn còn đó nét cổ hồ lạc hậu, một bà san xét nét ích kỷ trong các mối quan hệ của nàng dâu, một lão thì hàm có con dai nối dõi tông đường xong toát lên vẫn là một nông thôn ấm áp tình người, sống tối lửa tắt đèn có nhau, luôn vì nhau quan tâm tới nhau. Thầy Hòa, cô Quỳnh hết lòng vì lũ học trò làng. Từ đứa học trò cho đến người lớn, bố mẹ chúng đều hết lòng chăm lo vun vén hạnh phúc cho cô giáo Quỳnh, thầy Hòa. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Tạ Thị Thanh Hải là giáo viên ngữ văn hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở yên phú yên mỹ hương yên chị được bạn đọc biết đến với những chuyện ngắn dung dị giàu suy tư về đời sống với những bộn bề trái ngang bằng những trải nghiệm giàu nữ tính chuyện của chị phản ánh đời sống tình cảm của người phụ nữ là những lát cắt chân thực của cuộc sống hiện đại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau có éo le đau khổ có dằn vặt ám ảnh song lấp lánh trong từng câu chuyện vẫn là khát khao về hạnh phúc và tương lai. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Lỡ chuyến nhân duyên của tác giả Tạ Thị Thanh Hải qua giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Tôi vừa dừng xe cạnh bàn bán vé Thì chiếc phà sình xịch rời khỏi bờ Vậy là lại lỡ chuyến rồi Chỉ một lát Xung quanh đã có thêm cả chục chiếc xe chờ đến Những khuôn mặt đợi chờ dám như cho bếp Vì vừa đi qua một quãng đường gió bụi Hay vì sắp phải đối diện với những nỗi bất an Ở chặng đường tiếp theo Chậm phà là do mình Sao ai cũng muốn đổ vấy đổ vá sự bực dọc sang người khác có tiếng gắt gỏng của bà vợ khó tính, tiếng phàn nàn của mấy người đàn ông về cái dự án vành đai gì đó. thấy nói đã vài năm nay mà đến giờ vẫn chưa có cây cầu nào bắc ngang để dân còn phải chầy chật lên xuống phà thế này. Tôi lơ đãng nhìn những con sóng dập dờn lăn vào bờ. Tiếng gió hun hút đập vào dạng chuối hột ven bãi, át đi những tiếng cầu nhỏ than trách. Tại chiều đông đẹp hanh hao, khiến lòng bỗng nhẹ thênh hay tại những chuyện vừa xảy ra đã hút dọc sinh lực khiến tôi không còn đủ sức để bực bội nữa. Cuộc đời cứ mải miết trong vòng xoáy hư vinh, đôi khi trễ muộn một lần như cơ hội hiếm hoi được sống chậm, đắm mình trong cái hoang hoại xác sơ của những tháng ngày xa lắc bị bỏ quên. Quê loi nhoi nhuốm màu sắc phố thị, sặc sỡ và ồn á, quen mà lạ chỉ có những vạt gió đông tràn từ trên đê xuống bến phà nhuộm sẫm cả cánh đồng rong riềng bạt ngàn là vẫn không thể phai nhòa trong ký ức của tôi mỗi lần về quê như một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức lên đến dốc đê tôi lại dừng xe bần thần nhìn xuống cánh đồng bãi ngút ngàn nhìn lại đoạn đường xuống bến phà đã được trải bê tông phẳng phiu con đường ấy từng trơn trượt suốt những mùa đông ấu thơ của tôi một chiều mưa lạnh căm căm. Cả nhà cố đi dỡ nốt ruộng rong riềng xa nhất để sát mẻ bột cuối cho vụ miến Tết. Nhá nhem tối, tôi cắp thúng mùng đi trước. Bố mẹ đẩy xe củ rong đi sau. Bố tôi bấm chân xuống bùn lầy, gồng mình đẩy chiếc xe thổ lên dốc. Có cảm giác xe mỗi lúc một nặng dần. Bố cầu nhào hồn hển. Bánh xe ì ạch, nhích thêm được một vòng lại như tụt lùi hai vòng. Bố mất đà ngã khuỵu xuống. Chiếc xe đổ cành, hai sọt rong riềng văng tứ tung xuống mặt đường nhoe nhoét. Bố toàn gắt lên thì chợt quay đầu nhìn lại phía sau. Mẹ tôi đã ngã rụi xuống từ lúc nào, đang nằm co giật bên vệ đường. Bố lao đến, cõng mẹ chạy tới trạm xá xã. Bùn đất lấm lem khuôn mặt xám ngắt của mẹ, bết bát trên vầng trán đẫm mồ hôi của bố đó là chuyến đẩy xe cuối cùng của mẹ. Biết bao chiều đạp xe trên con đê tranh vênh, nhìn xuống vạt rong riềng xanh ngắt, tôi cứ tưởng tượng ra bóng mẹ trong tấm áo nâu bạc phách nhỏ thó như một vệt lá khô lạc giữa khoảng mênh mông ngút ngàn ấy. Ngay cả lúc này, cái cảm giác tranh vênh vẫn khiến tôi nghẹn thở. Trời sầm sập tối, cổng nhà vắng hoe vắng hoắt, Tôi tắt máy, dắt xe qua đoạn ngõ dài ngoằng. Mấy khóm rong riềng lá to phàn phạt, xanh thẫm, đơm vài bông hoa muộn đỏ quạch, nhoi lên khỏi cái rậu khúc tần, xén bằng chằn chặn. Trong nhà có tiếng ho khàn quen thuộc của bố. Tiếng bà nội dì giả nói một mình. Tôi bỗng thấy lòng mình như chiếc phên tre trong vại cả nén, nặng nặng và xa xót. Góc sân có một đống củ rong mới rỡ còn hăng mùi đất. Nghe tiếng gạt chân chống xe, dì Hin lật đật từ bếp chạy ra. Ô, chị may về, sao không báo trước để dì đi chợ? Tôi thoáng sững người. Ở cơ quan, mọi người gọi tôi là Em Sa Mai. Về căn chung cư lấp lánh tiện nghi, chồng gọi tôi là Mai Mai. Chỉ về đây, tôi mới được gọi với cái tên thật mộc mạc quê mùa ấy. Thấy thằng vui thập thò sau cánh cửa gỗ sứt sẹo, tôi vẫy nó ra và đưa cho cô cậu mấy cuốn truyện song ngữ. Nó len lét nhìn gì hin rồi chìa tay ra, ngập ngừng. Thằng bé lên lớp 8 mà bé quát như đứa lớp 5. Cả làng vẫn bị bôi, cha già, con cọc. Vậy mà thằng bé học tiếng Anh rất giỏi. Nhớ hồi còn son rỗi, thi thoảng tôi về nhà nằm trong buồng bật điện thoại xem phim có phụ đề. Cô vui lúc đó mới vào lớp 1, hé mắt qua khe cửa, mê mẩn như nuốt từng lời thoại. Nhà có mỗi chiếc tivi màu cũ rích, chẳng ai biết nó vẫn thường bật kênh VTV7 và háo hức với những bộ phim hoạt hình tiếng Anh. Lên lớp 5, nó đã nói tiếng Anh khá trôi chảy. Tôi hiểu rằng năng lực ngôn ngữ của một đứa trẻ thường được di truyền từ mẹ và cũng thấy mừng vì điều đó dỉ hin người huyện dưới học hết cấp hai nhà nghèo tấp tểnh theo chúng bạn đi buôn chẳng may bị bán sang bên kia biên giới trao qua đổi lại qua bao nhiêu nhà thổ mãi sau mới trốn thoát và lang bạt đến tận đài loan lấy một ông già gần năm mươi đẻ liền tù tì hai đứa con gái khi đứa con lớn lên năm tuổi thì ông chồng già đột ngột qua đời mấy chú em chồng xúm vào chia chác đất đai đẩy mẹ con dì ra đi tay trắng chật vật mãi ba mẹ con mới trở về được việt nam gần chục năm bươn ba xứ người vốn liếng duy nhất dì có được là khả năng nói thành thạo tiếng trung dì đi làm công nhân cho công ty liên doanh trên tỉnh thi thoảng tay quản lý nhờ dì làm phiên dịch bất đắc dĩ một lần gã chủ người đài gọi dì lên bảo sẽ cho dì làm phiên dịch chính thức dì chưa kịp nói lời cảm ơn thì lão chốt chặt cửa toan dở trò bị ổi. Dì với chiếc bình hoa sứ đập vào đầu lão, máu túa ra vạt áo trắng che cái bụng phệ. Vụ ấy khiến bà mẹ già của dì phải bán cả mảnh vườn để đền kiện. Dì về quê buôn bán lặt nhặt nuôi con, qua mai mối mà nên duyên với bố tôi. Cảnh rổ giá cặp lại gá nghĩa duyên mọn chẳng thoát khỏi những định kiến hẹp hòi của người làng quê bà nội tôi cứ chiều tối lại tập tễnh lết đôi chân đã teo lại vì căn bệnh viêm khớp mãn tính. Đi từ xóm trên xuống, ngồi đầu hiên xem gì hiên thái miến. Miệng vừa nhai trầu, vừa thẽ thọt. Mấy đời bánh đúc có xương. Dì Hiên làm tất cả những công việc của mẹ tôi trước kia, từ trồng rong đến sát bột tráng miến, hong miến thái sợi, rồi bó thành từng đoạn gọn ghẽ, trở xuống chợ huyện giao cho các mối hàng quen. Dì là một cách thành thạo khiến có lúc tôi nghĩ sự xuất hiện của dì trong nhà này để thay thế mẹ tôi là một sự sắp đặt hữu duyên của số phận. Thậm chí có chiều đi học về, tôi giật mình đứng ngây nhìn dì đang khom lưng đảo bể bột mà suýt bật lên tiếng gọi mẹ ơi. Nhưng ngày ngày nhìn bố và dì tiếu tít, gánh gánh gồng gồng, hàng hàng họ họ từ sáng sớm đến tối khuya tôi co mình lại trong nỗi cô độc của thân phận mồ côi mỗi lúc vô tình nghe tiếng cười giòn tan của dì hay trông thấy ánh mắt lấp lánh của bố múc nước giếng khơi lên cho dì giặt quần áo tôi nghe như có cái gì đó rôm rôm vỡ trong mình đêm tôi lấy mảnh bìa chụp vào cái bóng đèn điện đỏ quạch và ngồi học ở góc nhà trong tiếng kêu ra giả của những con dế gọi bạn tình ngoài vườn. Thì thoảng có tiếng thì thầm, nũng nịu, tiếng cười cố nén của dì hin phát ra từ trái buồng bên kia. Tôi lầm lũi, lấy kéo cắt vụn tấm áo mà dì vừa mua cho, rồi lại vội vàng nhét vào cái bịch vải, giấu sâu dưới đáy tủ. Nước mắt tôi lại ràn rụa thắt lòng, nhớ hình ảnh mẹ nằm co quắp trên vũng bùn lầy xám lạnh. Trái tim của đứa con gái 14 tuổi cứ vần lên cảm giác đau đớn ấy. Những đồng quà, tấm bánh chẳng thể kéo gần khoảng cách của gì với tôi. Bố tôi sinh thật uống rượu và có vẻ khó tính hơn, hay kiếm cớ cáu gắt với dì Hin. Có lúc lào bầu quạo cọ cả bà đội. Bố chỉ không to tiếng với một mình tôi thôi. Hai năm sau, dì Hin sinh cô vui Dì xin phép bà nội mang hai đứa con gái về nhà tôi. Mẹ đẻ dì mới mất, anh trai dì bị thua nợ phải bán nốt phần nhà đất còn lại, rất díu vợ con vào Tây Nguyên. Bà không phản đối, nhưng vẫn có cái kiểu nói thẽ thọt mà như sắt muối vào lòng người ta. Tôi gom quần áo lên ở với bà nội. Mà kể cả dì Hin không mang con về đây thì việc tôi lên ở với bà cũng là hợp lẽ, khỏi mang tiếng mẹ ghẻ con chồng con anh con tôi nhà bà nội cách nhà tôi một con sông có cây cầu sắt bé tẹo hoen rỉ bắc ngang hai đứa con gái của dì hin mắt một mí da trắng xanh tần ngần theo tôi ra đến cổng con bé lớn rụt rè bám vào yên xe giọng như hụt hơi chị sang bên đó thi thoảng lại về đây nhé đây là nhà chị mà nó kém tôi hai tuổi, mà tôi tưởng như nó già dặn gấp đôi mình. Tôi đặt chân lên bàn đạp, ngoái đầu lại dặn. Hai đứa mà nấu cơm thì nhớ cho anh chiều nước chút, bố bị đau dạ dày. Vòng xe đi qua cây cầu sắt nặng trĩu, nghe tiếng sóc, sách, keo két đến giận người. Nắng tháng tám hắt rát mặt, khô rong cả những giọt nước mắt, chảy lẫn vào dòng mồ hôi mằn mặn, lạo xạo, nhức buốt. Bao năm nay, đây vẫn là nhà tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác xa lạ khi trở về. Chỉ có tình cảm giữa tôi và dì Hin vẫn là gượng gạo. Từ ngày có cu vui, bà nội cũng bớt hà khắc với dì Hin. Bố kể, thỉnh thoảng, dì mang sang biếu bà tấm quà, bánh hay vị thuốc bổ. Không thấy bà mát mẻ, thẽ thọt nữa. Giọng bố trầm đục, rè rặt mà ấm áp nhưng bố đâu biết rằng mấy vị thuốc bổ ấy bà vẫn gói lại để dành dúi vào đáy ba lô cho tôi mang lên trường tôi ra trường với tấm bằng giỏi ở lại thành phố làm kế toán cho một công ty liên doanh có những chi nhánh lớn ở nhật và đài loan hai đứa em mắt một mí đã đi làm công nhân trên tỉnh bố tôi thuyết phục bà nội về ở cùng nhưng bà nhất định không chịu tôi vẫn qua lại cả hai nhà nhưng dường như tất cả cứ rời rạc, khiên cưỡng, chẳng thể gắn kết được với nhau theo tình thân đúng nghĩa. Bố, dì Hin và cô Vui đã là một gia đình riêng, và tôi tôn trọng cái quyền riêng tư ấy. Có lúc tôi bỗng sợ cái sự rời rạc, thấy nó còn xa sót hơn cả vẻ nghiệt ngã, hà khắc trong quan niệm mẹ ghẻ con chồng. Tôi lao vào kiếm tiền. Tôi nhận lời làm vợ Trang, quản lý nhân sự của công ty người Đài Loan đã qua một đời vợ và chỉ kém bố tôi 8 tuổi. Để làm gì? Để mua được căn chung cư và đón bà nội lên ở cùng. Để mỗi lần bố đi khám bệnh sẽ có chỗ tá túc trong lúc đợi chờ kết quả. Để hai đứa em gái mất một mí sẽ phải trầm trồ ngữ mộ. Để dì hin rụt rè nói rằng, mai này cô vui lên học đại học sẽ có chỗ cậy nhờ. Một chút hả hê tự phụ khi nghĩ rằng mình sẽ là chỗ nương tựa cho cả nhà. Đám cưới tôi là một lễ báo hỷ linh đình nhất xóm đê. Lúc trao cho tôi chiếc lắc vàng, dì Hin cầm chặt tay tôi, ánh mắt vời vợi, thao thiết. Món quà hồi môn này chỉ bằng một tháng lương của tôi, nhưng lại là bao nhiêu năm tích cóp của dì. Vì thế nên tôi cứ day dứt mãi với cái nắm tay ấm áp ấy. Nhưng khi nghe bố kể lại, có lần dì bảo Trông cậu Trang có vẻ gì đó không đáng tin lắm. Mà sao chị May lại vội vàng thế? Trẻ trung xinh đẹp vậy mà. Tôi đã nhếch mép cười. Thoáng nghĩ rằng có khi gì ích kỷ, ghen tị thay cho hai đứa con gái hầm hiu của mình nên không ưng lòng với hạnh phúc mà tôi đang có chăng. Dì đâu có máu mủ ruột già gì với tôi. Sao lại có những lo lắng dự cảm kỳ quặc như thế? Sau đám cưới tôi, bố lên đón bà về nhà. Thi thoảng tôi vẫn dẫn Trang về quê. Dì Hin và Trang giao tiếp với nhau khá suôn sẻ. Có lần Trang bảo dì cho hai đứa em gái lên thành phố. Trang sẽ xin cho làm tạp phụ ở công ty. Nếu có thể, sẽ giúp hai đứa về Đài Loan tìm lại gốc tích gia đình. Dì lắc đầu quẩy quậy. Trang có vẻ tự ái, không đả động đến chuyện ấy nữa và cũng ít về quê với tôi hơn gần một năm nay tôi mới về quê lại đi một mình bằng xe máy chắc gì hiên lạ lắm sau bữa cơm tôi ngồi tần ngần xem dì lui cui tráng miến dì mới khẽ khàng cậu trang bận hay sao mà may về một mình hay là ngày mai dì đưa may lên ông lang tư nhé biết đâu hợp thầy hợp thuốc chúng con sắp ly hôn gì ạ à? Tôi nói như thở hắt ra, trở thấy lòng nhẹ bẫng. Nỗi niềm cố nén bấy lâu nay, bỗng bung ra như dòng nước ứ đầy gặp lúc bờ kè đột nhiên suy yếu. Vì tôi còn có thể tâm sự được với ai nữa đâu. Bà đã già và lẫn cẫn lắm rồi. Bố thì cứ đắm mình trong những cơn say. Tôi đã đánh đổi phơi phới thanh tân để có được vẻ nhung lụa hào nhoáng. Nhưng rồi tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là trốn ghé chân của trang ngay cả cái quyền làm mẹ tôi cũng không có được trang nhớ chu kỳ của tôi còn hơn cả chính tôi hai lần mang bầu tôi được trang chăm sóc bằng đủ món ngon bổ dưỡng nhưng cả hai lần cứ ăn xong món gà ác hay món chim câu hầm thuốc bắc thì tôi thấy dâm gian đau bụng và chỉ vài tiếng sau đứa con chưa kịp thành hình lại quặt quại trôi ra theo dòng lũ đỏ ối lần nào trang cũng xoa dịu động viên tôi bằng vẻ mặt hối lỗi tự nhận mình có tuổi rồi nên không thể tặng tôi những đứa con khỏe mạnh tôi bẽ bàng hiểu rằng trang đã có ba đứa con nếp tẻ đề huề nên không muốn vướng bận thêm nữa tôi cố dằn lòng nuốt cay đắng vào trong âm thầm nuôi hy vọng vào sự bất cẩn của trang và sự cẩn thận của mình nếu có lần sau năm ngoái khi biết tin vợ cũ lấy chồng mới, chàng về Đài Loan mang hai đứa con trai sinh đôi sang đây. Hai đứa chạc tuổi cu vui. Tôi cố gắng chăm sóc chúng thật chu đáo, nhưng chúng vẫn giữ khoảng cách với tôi. Tại vì tôi không thể chăm chúng bằng bản năng người mẹ, hay tại vì bố chúng giàu có uy quyền mà chúng chỉ coi tôi như một người giúp việc không hơn. Nhận ra mối bất hòa ấy, chàng mua một căn nhà hai tầng rộng rãi và mang con sang đó. Đưa cô tạp vụ trẻ ở công ty về làm giúp việc Trang cứ đi đi về về giữa hai nhà Tôi cũng vậy Trang vì trách nhiệm Còn tôi vì những bấu víu âm thầm đắng đót Bởi đã chót đâm lao Một trưa cuối tuần Tôi ghé qua siêu thị Mua cho mấy bố con ít đồ ăn Tôi mở khóa cổng đi vào nhà Bắt gặp cô bé giúp việc Mặc áo hai dây sọc sạch trễ nải Bước ra từ phòng Trang bản mặt non choẹt vết lên khiêu khích. Trong phòng, Trang nằm quay ra, tấm lưng trần còn phập phồng mùi khoái cảm. Không hiểu sao tôi chỉ cười nhạt rồi lặng lặng ra về, như thể cái cảnh ấy đã từng mường tượng trong tâm thức. Hôm sau, tôi gửi đơn ly hôn vào email của Trang. Bức thư hồi đáp đến nhanh hơn tôi tưởng, trọng chọc, chọc hai chữ, tùy em tôi gọi điện cho một người bạn là luật sư để biết thủ tục ly hôn cũng chẳng phức tạp lắm. Chỉ có điều căn nhà mà tôi đang ở, phần lớn là mồ hôi công sức của tôi, nhưng lại đứng tên trang, vì lúc đó tôi mua theo suất ưu đãi ngoại giao của anh ta. Tôi bài hoài dã rời, chẳng còn đủ sức để chắt ra những giọt nước mắt bút sót ê chề. Đêm trôi nặng nặng, nửa bột rong sôi lan tan trên bếp. Dĩ hin mải miết múc từng gáo bột lên tấm áo phên. Mồ hôi diện trên chán, dính dấp những sợi tóc loan xoăn chớn bạc. Làng bắt đầu vào vụ miến Tết. Trời tháng mười hanh khô, nhà nào cũng tranh thủ tráng miến thâu đêm. kẻo sang tháng chạp, trời mưa phùn gió bấc, miến sẽ ẩm ướt, dễ mốc. Tôi tự hỏi lòng mình về sự hối hả của dòng đời. Phải chăng cứ tranh thủ lúc mưa thuận gió hòa thì sẽ có tương lai đủ đầy hạnh phúc tôi cũng đã tranh thủ tuổi thanh xuân và nhan sắc của mình mà sao chỉ chuốc về những cay đắng bẽ bàng thế này vạn sự tùy duyên may ạ à. cái gì đã cố chuột khỏi tay mình thì chẳng nên níu giữ làm gì cho đau lòng thêm còn vẫn còn có công việc tốt có bà nội và bố còn gì chỉ có gia đình này làm chỗ tựa lưng hai em yến oanh tháng sau đi xuất khẩu lao động sang đài theo đơn hàng của công ty biết đâu chúng muốn tìm lại cội nguồn mà có khi chẳng về với gì nữa tiếng dì hin khẽ khàng chìm vào màn đêm u tịch tôi nghiêng người lấy thanh cời chọc vào bếp lò bần thần nhìn những tàn than lóe sáng trước khi rơi xuống lâu nay tôi luôn tỏ ra mình sống tốt chưa bao giờ muốn giải bày với ai, kể cả khi thấy lòng mình yếu mềm nhất. Hóa ra, tôi chỉ như những đốm than, cố sức lóe sáng trước khi rốt thành tàn cho. Giờ đây, tất cả những hào nhoáng tôi từng cố công thể hiện bỗng trở nên vô nghĩa trước ánh mắt thao thiết và cái thở dài cố nén của người đàn bà mà bấy lâu nay tôi vẫn coi là người dưng này. Tôi lặng nhìn tấm lưng khung khung của dì bỗng thấy lòng mình quặn xoáy như con nước lạc mùa ngoài bãi. Bấy lâu nay, tôi cứ mải miết, chạy theo hư vinh, cứ vô tình coi nhà là nơi thỏa mãn tính ngạo mạn, ích kỳ của mình. Đến khi giạc lòng với những trái ngang, mới nhận ra, đây là chốn bình yên cho lòng mình lắng lại. Ngỡ rằng mình như một mạch nước sồi rào, đắc ý, gieo hạt phù sa vào căn nhà tuần toàn này bằng cọc tiền xanh lét, giúp bố lát lại cái nền gạch men sửa sang lại cái mái và cơi thêm khoảng bếp cho gì có chỗ hong miến bằng những món quà thành thị sặc sỡ mang về cho mỗi dịp lễ tết mà hóa ra mình về đây để cuốn theo những hạt phù sa mang đi ấy là lòng bao dung đồng cảm của người phụ nữ nạ dòng này gió đầu đông heo hắt ngoài vườn những vạt lá khô lạt sạt rơi vẩn lên mùi ẩm mốc của đám lá mục và bã rong riềng vùi dưới gốc cây táo cây cam. Tàn dư sơ xác ấy sẽ ủ ấm cho những chồi non lộc biếc khi xuân sang. Dòng đời chảy trôi, đoạn nhân duyên này qua đi như một chuyến phà đã lỡ. Bao hờn lẫy, trở chăn, xa xót, như ngưng lại, nhường chỗ cho niềm tin nhen nhóm đợi chờ. Đêm vẫn bình thản trôi, bóng của gì hát lên liếp cửa quen thuộc như bóng mẹ tôi thuở nào Ánh mắt gì rưng rưng chiều mến ấm áp tha thiết như một vòng ôm. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Lỡ chuyến nhân duyên của tác giả Tạ Thị Thanh Hải. Biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Tác giả Tạ Thị Thanh Hải mang đến không khí thật buồn thương và đầy cảm thông trong truyện ngắn, một câu chuyện ám ảnh về tình người, tình đời. May, nhân vật chính của truyện kể về gia đình cô, về những tháng ngày nghèo khó của mẹ cha về cái chết tội nghiệp của mẹ cả về dì hin người đàn bà tứ chiêng về làm vợ bố những thân phận người ấy sao mà đáng thương đáng được cảm thông và che chở nhưng cũng bởi cái nghèo khó làm cho họ rời xa nhau khi may nhận ra tình cảm yêu thương của dì hin dành cho mình dành cho gia đình cô là khi cô đã trải qua những đáng chát của cuộc đời sự bội bạc của người chồng quá khứ và thực tại, đồng hiện, hoài niệm và mơ tưởng đan xen. Cứ ngỡ rằng ở đời ai biết tranh thủ lúc mưa thuận gió hòa sẽ có tương lai đủ đầy hạnh phúc. Cô ấy cũng đã tranh thủ đánh đổi tuổi thanh xuân và nhan sắc của mình, nhưng rồi lại chỉ chuốc về những cay đắng muộn phiền. Tác giả hóa thân vào nhân vật chính, tự soi chiếu vào cảnh ngộ của mình để thấu cảm nỗi lòng của dì Hin. Bấy lâu, cô cứ mãi miết chạy theo hư vinh, cứ vô tình coi nhà là nơi thỏa mãn tính, ngạo mạn ích kỷ. Đến khi giặc lòng với những trái ngang mới nhận ra nhà chính là chốn bình yên, ôm ấp vỗ về để lòng mình dịu lại. Sau tất cả những giận hờn xa xót, cả những suy nghĩ nông nổi, hẹp hòi, lắng động là nỗi niềm cảm thông, chia sẻ, yêu thương chân thành hình ảnh cuối chuyện là ánh mắt dì hin nhìn may qua liếp cửa ánh nhìn rưng rưng chiều mến ấm áp như một vòng ôm là chi tiết cảm động sự nghèo khó có thể khiến con người ta buồn khổ nhưng nhất định phải biết nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu sự chia sẻ thông qua nhân vật chính tác giả muốn gửi gắm thông điệp về khát vọng hạnh phúc về những giá trị sống nhân văn dòng đời như những chuyến phà qua sông có những người gặp thời may mắn kịp chuyến, lại có những người chỉ chậm một bước mà lỡ cả chuyến nhân duyên. Xong đôi khi trễ muộn một lần lại như cơ hội hiếm hoi được sống chậm để có dịp thanh lọc tâm hồn và thấm thiế rằng hạnh phúc chẳng phải điều gì quá xa lạ cao siêu mà gần gũi và giản dị như một cái nắm tay ấm áp một ánh mắt bao dung che chở một sự đồng cảm tha thiết chân thành xoa dịu những nỗi buồn thương xót xa trong cuộc đời